Kim Boom là một diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng người Hàn Quốc. Tên tuổi của anh gắn liền với những bộ phim truyền hình đình đám như Phía Đông Vườn Địa Đàng hay Vườn Sao Băng. Hiện tại, Kim Boom đang tham gia phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly cùng tài tử thần chết Lee Dong-wook sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Quả không phụ lòng mong đợi của khán giả, tài tử Vườn Sao Băng khiến khán giả phát sốt với màn hóa thân thành hồ ly trong câu chuyện kỳ ảo hấp dẫn. Tuy nhiên, điều dân tình chú ý hơn cả là vẻ ngoài cực phẩm của Kim Boom. Sau nhiều năm vắng bóng, Kim Boom được nhận xét là thêm muôn phần đẹp trai, cuốn hút, nam tính và bảnh bao. Sau thời gian bị chê xuống sắc, Kim Boom đã trở lại lợi hại hơn xưa. Thậm chí khán giả còn cho rằng nhan sắc anh lấn át cả nam thần Lee Dong-wook. Trở lại đóng phim lần đầu tiên sau 4 năm rời xa màn ảnh nhỏ, Kim Boom có một bước chuyển mình đáng kinh ngạc với vai diễn đầu tiên là một nhân vật nửa người nửa yêu. Tiểu sử nam tài tử Kim Boom. Kim Boom tên thật là Kim Sang Boom, anh sinh năm 1989 tại thủ đô Seoul và là anh cả trong gia đình có 3 anh chị em. Chàng trai trẻ đã nuôi dưỡng giấc mơ trở thành người nổi tiếng từ rất lâu. Anh đặc biệt đam mê ca hát, diễn xuất và đã ghi danh vào khoa sân khấu điện ảnh của Đại học Trung An để thực hiện ước mơ của mình. Anh cũng rất quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn bằng cách ghi danh các lớp học về diễn xuất để rèn luyện, tham gia các chương trình văn hóa của trường đại học. Nhưng dường như những cơ hội tỏa sáng đến với anh không nhiều và nam diễn viên chia sẻ từng có khoảng thời gian muốn buông bỏ ý định trở thành diễn viên. Nhưng may mắn đã mỉm cười với Kim Boom khi anh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Survival Star Audition và xuất sắc lọt vào danh sách 10 thí sinh xuất sắc nhất. Với ngoại hình điển trai cùng nụ cười tỏa nắng, anh nhanh chóng nhận được sự chú ý và bắt đầu những bước đi đầu tiên trên hành trình khẳng định bản thân. Sự nghiệp thăng trầm của chàng bạch mã hoàng tử màn bạc. Kim Boom chính thức ra mắt khán giả truyền hình với bộ phim Gia đình là số 1. Mặc dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng diễn xuất tự nhiên của nam diễn viên vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Phía Đông Vườn Địa Đàng đánh dấu kỷ niệm 50 năm tuổi của đài truyền hình MBC có thể được coi là bệ phóng cho nam diễn viên trẻ Kim Boom và hàng loạt gương mặt triển vọng khác như Song Seon-hun, Park Hae-jin, Han Ji-hee hay Lee Yoon-hee. Bộ phim với sự góp mặt của những tên tuổi gạo cội như Jo Min-ki, Lee Mi-seok và Yoo Dong-yoon đã thu được rất nhiều giải thưởng lớn và trở thành một trong những tác phẩm huyền thoại của điện ảnh Hàn thập niên 2000. Diễn xuất của Kim Boom đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, góp phần đưa tên tuổi của anh vươn lên hàng ngũ diễn viên triển vọng và mang về cho nam tài tử giải thưởng Netizen Popularity Award tại Korea Drama Award lần thứ 2. Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đưa Kim Boom vụt sáng thành sao chính là vai diễn chàng ốm trong bộ phim gây bão khắp châu Á Vườn Sao Băng, đóng cùng dàn diễn viên nổi tiếng như Lee Min-ho, Woo Hee-sun, Kim Hyun-jong, Kim Jun và Kim So-eun. Bộ phim đã thu hút lượng người xem khổng lồ và tạo tiếng vang lớn trên khắp Hàn Quốc ngay từ khi được lên sóng. Sự nổi tiếng của Vườn Sao Băng cùng khả năng diễn xuất đáng chú ý của Kim Boom đã giúp anh nhanh chóng có được danh tiếng cũng như có thêm rất nhiều hợp đồng đóng phim. Tác phẩm tiếp theo của nam diễn viên là Padam Padam, một bộ phim tình cảm giả tưởng với sự tham gia của dàn diễn viên dày dặn kinh nghiệm như Jung Woo-sung, Han Ji-min, Choi Tae-jun và cả ngôi sao trẻ Kim So-hyun. Padam Padam là một bản tình ca lãng mạn của vị bác sĩ thú Lee Jin-na, Han Ji-min thủ vai, và anh chàng đang phải chật vật với một cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, Yang Kang-chun, Jung Woo-sung thủ vai. Mặc dù chỉ vào vai phụ nhưng diễn xuất lôi cuốn và sâu sắc của Kim Boom đã đáp ứng thành công sự kỳ vọng của người hâm mộ và khán giả. Nam diễn viên cũng rất tích cực thử sức những kịch bản mới lạ như The Woman Who Still Wants to Marry và tham gia hai phần tiếp theo của bộ phim Gia đình là số 1 với tư cách khách mời. Anh xem đây là cơ hội tốt để trau dồi diễn xuất của mình. Bên cạnh sự xuất hiện năng nổ trên màn ảnh nhỏ, Kim Boom có rất đầu tư cho các hoạt động âm nhạc và đã phát hành album phòng thu đầu tiên với tên gọi Hometown vào giữa năm 2012, cũng như biểu diễn trực tiếp tại Stella Ball ở Tokyo, Nhật Bản. Cái tên Kim Boom không chỉ phổ biến rộng rãi ở Hàn Quốc mà còn tạo được ảnh hưởng không nhỏ trên màn ảnh đại lục. Trong Địch Nhân Kiệt, Rồng Biển Trỗi Dậy, một bộ phim đình đám của đạo diễn Tử Khắc với sự tham gia của những gương mặt quen thuộc là Angelababy, Triệu Hữu Đình, Phùng Thiệu Phong, Lâm Canh Tân, Lý Thấm, Trương Hàn và Đặng Siêu. Thành công tiếp nối thành công, vai diễn vị tướng quân si tình của Kim Boom trong bộ phim Nữ Thần Lửa đã nhận được vô số lời khen ngợi và sự công nhận của công chúng. Tác phẩm xoay quanh hành trình trở thành nữ nghệ nhân làm gốm đầu tiên và vĩ đại của triều đại Joseon của Jung Ji và chuyện tình tay ba của cô với vị vua thứ 15 của Joseon, Wang Hae và tướng quân Taekdo, Kim Boom thủ vai. Nhận được nhiều sự chú ý sau bộ phim điện ảnh đầu tay tại thị trường đại lục, Kim Boom đã tiếp tục được chọn mặt gửi vàng trong dự án truyền hình Trung Quốc là Tình Yêu Thời Weibo.
Bộ phim với sự tham gia của hàng loạt gương mặt quen thuộc như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân, Trương Vân Long và Dương Mịch. Mặc dù xuất hiện bên cạnh rất nhiều tên tuổi đình đám của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng cả ngoại hình và diễn xuất của Kim Bum đều vô cùng nổi bật và tạo được dấu ấn rất riêng trong lòng khán giả cùng người hâm mộ. Hai tác phẩm tiếp theo của Kim Bum tại Trung Quốc là Lovers and Movies và The Beloved cũng tiếp tục được đón nhận rất nồng nhiệt. Hành trình đa dạng hóa bản thân qua từng vai diễn. Trở lại với nền điện ảnh trong nước, Kim Bum hoàn toàn lột xác với vai diễn đầy gai góc và từng trải trong bộ phim Hidden Identity và hợp tác cùng nhiều diễn viên gạo cội như Park Sung-gung, Yoon So-ji và Lee Won-jong. Diễn xuất được nhận xét là mới mẻ và lột tả một cách sâu sắc, chân thực nội tâm của nhân vật, đã khẳng định tài năng trưởng thành theo năm tháng của chàng gốm Kim Bum, giúp anh giữ được vị thế vững chắc giữa bầu trời sao của làng giải trí Hàn Quốc. Rũ bỏ hình tượng bạch mã hoàng tử hào hoa, phong trần, nam diễn viên sinh năm 1989 thành công làm mới mình với vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp trong bộ phim Mr. Cop 2. Nam diễn viên đã thể hiện xuất sắc nhân vật Lee Ro-jun, chàng CEO trẻ tuổi thông minh và xảo quyệt, nổi bật với vẻ ngoài đầy lịch lãm cùng nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm. Mỹ Nam Vườn Sao Băng đã được đạo diễn Yoo In-sik dành tặng vô số lời có cánh. Lần đầu tiên đóng vai phản diện nhưng Kim Bum thể hiện khá xuất sắc. Tôi có nên gọi cậu ấy là Mỹ Nam ác nhân không nhỉ? Các bạn sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của một kẻ ác quyến rũ. Năm 2018, anh tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm vắng bóng với Thám tử Ca, Ma Cà Rồng Báo Thù, bộ phim cổ trang trinh thám giả tưởng của đạo diễn Kim Seok-yoon nằm trong loạt phim được chuyển thể từ chuỗi tiểu thuyết trinh thám của tác giả Kim Tae-hwan. Hai phần trước đó là Thám tử Ca, Bí mật quá phụ và Thám tử Ca, Bí mật đảo hoang đã tạo được tiếng vang lớn, thu hút hơn 8 triệu khán giả và mang về doanh thu lên tới 60 triệu đô la. Siêu phẩm mới nhất của anh vào năm 2020, hợp tác cùng Lee Dong-wook, Joboa có tên gọi Bạn trai tôi là Hồ Ly, đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ và người hâm mộ cũng phát cuồng vì sự kết hợp vô cùng ăn ý của hai Mỹ Nam, Lee Dong-wook và Kim Bum. Sở hữu ngoại hình điển trai và thần thái cuốn hút, nam diễn viên không chỉ tỏa sáng trên màn ảnh mà còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Samsung Anycom Bodyguard, LG Telecom, Tenring, Hanbun Cosmetics và Maxim Coffee. Tình duyên lận đận của nam tài tử điển trai Kim Bum. Kim Bum và Moon Geun-yang bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Nữ Thần Lửa, cả hai công khai tình cảm và cùng nhau đi du lịch châu Âu suốt một tháng ngay sau khi bộ phim kết thúc. Câu chuyện tình đầy lãng mạn của cặp đôi trai tài gái sắc đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Thế nhưng sau 7 tháng mặn nồng bên nhau, cả hai đã tuyên bố đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của khán giả và người hâm mộ. Chuyện tình chị em Kim Bum và mỹ nhân Hoa Du Ký Oh Yeon Seo là một bất ngờ lớn với công chúng vì cả hai chưa từng hợp tác chung trong bất kỳ dự án phim nào. Cặp đôi đã công bố hẹn hò vào đầu năm 2018. Nhưng cả hai đột ngột tuyên bố chia tay sau khoảng thời gian hẹn hò chóng vánh mà không tiết lộ lý do. Nhiều người đoán rằng do sự xa mặt cách lòng trong khoảng thời gian Kim Bum thực hiện nghĩa vụ quân sự nên cặp đôi đã quyết định dừng lại. Mặc dù cả con đường sự nghiệp lẫn tình duyên đều không mấy suôn sẻ, nhưng không thể phủ nhận rằng anh luôn giữ vững phong độ cùng tài năng diễn xuất ngày một tỏa sáng của mình, điển trai qua từng tác phẩm điện ảnh.